Vậy thì nếu như chúng ta không đi du học, chúng ta cần phải thi IELTS không? Câu trả lời vẫn là có, bởi vì IELTS là bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh trên cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và có thể nói rằng điểm số IELTS phản ánh khá chính xác độ nhuần nhuyễn mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh để học tập, làm việc và sinh sống trong một môi trường nói tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các lý do chính để học IELTS nhé. Nếu bạn có dự định du học hoặc thậm chí là săn học bổng ở các trường đại học top đầu, thì việc trang bị cho bản thân một chứng chỉ IELTS là một điều gần như bắt buộc. Đa phần các trường đại học ở trên thế giới có một yêu cầu đầu vào rất là phổ biến, đó là IELTS 5.5 trở lên. Thậm chí nhiều trường yêu cầu cao hơn, 6.5 overall, không có điểm nào dưới 6. Và nếu như bạn muốn apply học bổng thì chắc chắn chúng ta sẽ cần điểm số IELTS còn phải ấn tượng hơn thế nữa. Chính vì thế, nếu như là bạn đang đặt mục tiêu theo đuổi một nền giáo dục ở nước ngoài, có lẽ là chúng ta sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về việc ôn luyện IELTS ngay từ bây giờ. Vậy thì nếu như chúng ta không đi du học, chúng ta cần phải thi IELTS không? Câu trả lời vẫn là có, bởi vì việc thi IELTS sẽ giúp cho bạn tăng khả năng có thể bước chân vào giảng đường mơ ước ở chính những trường đại học trong nước. Hiện tại thì có rất là nhiều trường đại học lớn đang xét tuyển đầu vào với điểm của hai môn còn lại và chứng chỉ 6.5 IELTS trở lên. Ví dụ như là trường Đại học Kinh tế Quốc dân này, Đại học Ngoại thương này, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh này, Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh, hay là Đại học FPT với chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Khi chúng ta đã hoàn thiện xong chứng chỉ IELTS rồi, có lẽ bạn sẽ không cần phải quá là lo lắng về việc học tiếng Anh hay là đầu ra tiếng Anh tại trường đại học mà bạn đang theo học nữa. Bởi vì tùy vào quy định của từng trường, nếu các bạn đã có chứng chỉ IELTS, các bạn có thể sẽ được miễn học môn tiếng Anh, hay là chúng ta có thể được cộng điểm tiếng Anh, và chúng ta có thể dành cái khoảng thời gian đó để tăng được cái lợi thế tuyển dụng khi chúng ta tốt nghiệp và đi tìm việc. Nói đến việc tìm việc thì rõ ràng là khi chúng ta có chứng chỉ IELTS, lúc mà chúng ta tốt nghiệp, cái lựa chọn nhà tuyển dụng của chúng ta cũng sẽ mở rộng hơn rất là nhiều. Chúng ta không chỉ bị giới hạn là những công ty ở trong nước với môi trường nói tiếng Việt, mà chúng ta có thể lựa chọn những môi trường quốc tế, và có thể là với những môi trường quốc tế thì lương cũng sẽ cao hơn nữa. Và khi chúng ta có được chứng chỉ IELTS thì đối với nhà tuyển dụng, người ta không chỉ nhìn thấy là đây là một thí sinh mà có khả năng sử dụng tiếng Anh, mà đây là một thí sinh có rất là nhiều các cái kỹ năng khác mà họ sẽ phải hoàn thiện, họ sẽ phải thuần thục thì họ mới có được một cái chứng chỉ IELTS, một cái chứng chỉ quốc tế như vậy. Nếu bạn là người đã học tiếng Anh, đang học tiếng Anh hoặc sẽ học tiếng Anh thì mình nghĩ rằng có một chứng chỉ quốc tế như là IELTS cũng là một sự công nhận rất là thỏa mãn về năng lực tiếng Anh của bản thân mình. Và dù cho chúng ta dùng nó vào mục đích gì đi chăng nữa, mình cũng nghĩ rằng chứng chỉ IELTS sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong công việc và trong cuộc sống nói chung. Để có được những cách ôn luyện IELTS chuẩn nhất, nắm được lộ trình tinh gọn và rõ ràng nhất, các bạn hãy click nút đăng ký ở bài viết này hoặc là nút tư vấn để có thể trao đổi với một trong các tư vấn viên của The IELTS Workshop nhé.